Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. À, tiếp tục quay trở lại với những cái hướng dẫn hay ở trên điện thoại và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, một cái mẹo liên quan đến à, các bạn sử dụng Messenger. Đó là cách các bạn có thể à, giới hạn tương tác với một bạn bè bất kỳ hoặc là với một ai đó mà các bạn à, mong muốn nhé. Rồi cụ thể là như thế nào thì các bạn cùng theo dõi trong video này nhé. ok thì đầu tiên các bạn hãy vào cho mình cái ứng dụng messenger của các bạn nhé và các bạn sẽ chọn vào cho mình cái biểu tượng là cài đặt của máy này rồi sau khi các bạn à, chọn mục cài đặt xong các bạn sẽ nhìn đến cho mình cái mục là quyền riêng tư và an toàn các bạn à, chọn vào đó cho mình trong cái mục này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trong cái mục là ai có thể liên hệ với bạn đó thì à, nó sẽ có ba cái mục thì các bạn hãy chọn cho mình là cái phần là tài khoản đã hạn chế thì à, các bạn sẽ click vào đây và để mà tìm hiểu rõ hơn cái tính năng à, hạn chế này thì các bạn sẽ chọn vào tìm hiểu cách à, hoạt động các bạn chọn vào cái dòng xanh này này các bạn chọn vào nhé đó thì đầu tiên nó sẽ có ba cái à, hướng dẫn chính như sau đây cách hoạt động của tính năng hạn chế thì các bạn sẽ ẩn bớt hoạt động của ai đó đấy có nghĩa là khi các bạn thêm vào danh sách này thì sẽ những cái cuộc trò chuyện sẽ được gỡ khỏi danh sách đoạn chat của à, chính bạn và không nhận được cái thông báo về tin nhắn đó nữa thứ hai là ẩn hoạt động của bạn đối với người đó khi mà các bạn thêm uh, ai đó vào cái danh sách uh, hạn chế này của các bạn đấy thì người này sẽ không biết được cái trạng thái hoạt động uh, của bạn hay thời điểm bạn đọc tin nhắn đấy cái này rất là hay ví dụ như bạn nào mà hay uh, không muốn cho một người nào đó ví dụ như bạn bè các bạn đang uh, người yêu chẳng hạn uh, đang giận nhau đấy thì hoặc là một ai đó các bạn không muốn cho uh, các bạn biết hoặc là người đó biết cái cái hoạt động của các bạn cũng như là các bạn đọc tin nhắn của người đó khi các bạn gửi nhé, cái này giới hạn thôi, các bạn lưu ý là vẫn là bạn bè bình thường nhé và tiếp theo là các bạn có thể bỏ hạn chế bất cứ lúc nào, có nghĩa là người này sẽ không biết là bạn đã hạn chế họ để bỏ hạn chế bạn hãy mở cái đặc quyền riêng tư và làm như này, các bạn chọn OK nhé, đấy, đây chính là cái phần à, cái mục cái hướng dẫn để các bạn biết được cái tính năng hạn chế và để thêm danh sách hạn chế thì các bạn chỉ việc chọn vào đây thêm là sao và để hạn chế à, danh sách một ai đó các bạn thêm và các bạn chỉ việc chọn chữ thêm hoặc là các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng là cái biểu tượng à, danh bạ cái biểu tượng người trên góc phải này các bạn sẽ click vào và ngay lập tức à, cái danh bạ sẽ hiển thị cho các bạn cái danh sách bạn bè các bạn chỉ việc chọn vào thôi các bạn chỉ việc chọn vào ví dụ như mình chọn bạn này chẳng hạn đấy thì sau khi các bạn sẽ chọn vào thì thông báo nó sẽ là ẩn, bớt hoạt động của tên mà các bạn đang thêm vào. Đấy, không cần chặn họ nhé. Đấy các bạn lưu ý rằng đây là cái tính năng là không cần chặn nhé. Là các bạn sẽ tìm hiểu những cái thông tin mà mình vừa nêu ấy. Rồi các bạn chọn là hạn chế. Đấy, vậy là xong nhá. Đấy, vậy là cái danh sách hạn chế của bạn đã có cái cái bạn này nhá. Vậy là bây giờ từ bây giờ là cái tài khoản hạn chế nó đã thêm vào cái bạn đó vào danh sách rồi, các bạn yên tâm khi các bạn muốn bỏ thì các bạn chỉ việc làm ngược lại thôi, các bạn mở hạn chế là xong nhé, xóa danh sách người đó đi là ok nhé. Rồi chúc các bạn thành công. Vậy là mình cũng vừa hướng dẫn cho các bạn xong cách để các bạn có thể giới hạn tương tác với một người nào đó ở trên ứng dụng messenger khi các bạn cần và nếu các bạn thấy cái mẹo này hay hữu ích thì các bạn nhớ để lại cho mình một like và một bình luận nhé và đừng quên chia sẻ cho người thân bạn bè được biết cái hướng dẫn này của mình nhé cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video gần nhất của mình